Dạ ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mình ra nhà chị Hồng tại vì bữa nay là chị Hồng chỉ khai trương bán bánh mì bún với bánh ở quê mình nè. Lại bữa giờ chị Hồng chỉ phụ anh Thảo làm việc nhà bơm bùn đồ này nọ thì chưa sắp xếp được á. Bữa nay chị bán trở lại rồi, cũng mong tất cả ông bà cô chú mọi người gần xa ủng hộ cho chị để chị mình có thêm thu nhập. Thì chị cũng cúng, bữa nay chị khai trương lúc 7 giờ sáng rồi cũng bán sắp hết rồi, tại vì mình ra hơi trễ làm mấy ly cà phê đem ra để uống cho vui thì chị bán nhanh quá hết đi. Giờ mình lại mình coi chị làm mấy ổ bánh mì cho mẹ với Cương Năm với Bác Ti đồ ăn sáng nha. Đây chị. Đây chỉ có bắp nè, rồi sữa đậu nành, đậu hũ, chỉ bán hết trơn rồi đâu còn mấy món đâu. Đó là năm của bác à. Ủa vậy hả? Bắp tư mua rồi, con tính để ra đó. Còn bánh thay với đậu hũ, sữa cũng không còn nhiều nữa, sắp hết rồi. Còn hai cái hai bánh chuối để qua cho bác luôn đi. Thôi cho bác luôn rồi. Đây. Bánh mì á chị Tư kêu rồi kìa. Còn à, em với chị ăn bún á chị ơi. Chị ăn bún à. Rồi em cũng ăn bún. Với đậu hũ thì Tường Vinh nó mua, tí nữa em mua thêm hai cái bắp. Thôi mấy bạn. Thôi. Được rồi. Bữa nay có chị hai của mình nè. Sáng giờ chị hai chỉ ra sớm phụ chị Hồng. Rồi sớm giờ có chị đỡ. Phụ chị cũng đỡ nè. Bữa nay anh Thảo đi làm nhà cho dì Mười làm nhà bếp thì nên là chị hai chỉ phụ chị Hồng nè. Con nhỏ này không có. Con nhỏ này không có. Thấy con nhỏ hả? Con nhỏ hả? Chị Hồng với ôm vậy hả? Bữa nói chuyện với mình với ôm vậy. Còn mày sữa với bữa nay không có ôm là ngon phải không? Đó, mọi người ủng hộ miếng chị Hồng sắp hết rồi đó. Hôm nay xong sớm. Ngày đầu về là quá ngon rồi. Sáng bán ra nhiều dữ không? Dạ cũng ít bác. Tủi thì tủi cái mà hồi thờ sống thì giờ nhiều chết giờ để vô chùa cái rồi. Uống đi chị hai, nãy em gọi chị á. Của chị với chị Hồng cà phê sữa, còn của em là cà phê đá. Nay em làm mẫu mới không? Quá à. Có loại ngắn hơn nữa. Con vậy được cho ngắn hơn ít lắm. Làm cà phê đem ra luôn. Tại em thấy chị sáng bán này mới bữa đầu chắc bận rộn lắm nên thôi em để em đem luôn, mất công ra lần nào chị Hồng cũng chạy tới chị lui chị quậy cà phê. Nên em biết trước thì thôi để em làm luôn để chị có thời gian chị còn bán nữa. Được không chị, đắng hay ngọt hay sao? Chị Hồng mới đây mà bán đã được 3 năm rồi nè. Con đường quen thuộc với những người khách quen thuộc. Từ lúc Tết tới giờ chưa bán ai đi ngang cũng hỏi chị Hồng hết á. Này chị Hồng bán lại cả sớm mình ai cũng vui. Sáng mình ngủ dậy mình đến mình mua bánh mì hoặc là một miếng bánh thì cũng có thể ăn sáng được. Rồi tiết kiệm được thời gian, mình khỏi cần làm đồ ăn sáng thì chị Hồng ở đây chỉ làm đủ các loại bánh, bánh mì, bún nữa. Mình có thể thay đổi món được. Chị hai không ăn đi. Chị vô chị làm em chị ăn. Mình làm mình xử luôn chị hai ơi. Bánh mì ha.
Các đời nói sầu. Chị tính đợi thịt gà hay gì mà chị đứng hoài vậy? Có ai quăng bánh rồi ơi? Quăng bánh. Ơi, mình với chị hai tự biên tự diễn luôn để cho chị Hồng chị bán. Hồi nãy chị ba chị thấy chị có mua gì đâu. Rồi vậy chị hai học đi hai chị em mình. Chờ con này lại cho chị Hồng. Xong rồi, đủ hết rồi. Ơi, chị Hồng chị có năm ăn chay lên chị lấy đậu hũ ha. Lấy đậu hũ cho dòng vô đậu hũ vô bánh mì. Muốn chai có chai, muốn mặn có mặn. Tính lén gắp thịt mà chị quay qua chị hả chết luôn rồi. Không xong với chị Hồng. Chị mè chị để ý không tại nó cười. Chị Hồng chỉ làm bánh mì vẫn như xưa. Không thay đổi hương vị mà cũng không thay đổi cách làm ha. Đúng rồi, y vậy luôn á. Y như xưa luôn á. Chị Hồng được cái chị nhớ dài lắm nha. Chị làm cái gì rồi là chị không có quên. Còn em hay quên lắm chị Hồng. Em làm bữa nay ngon rồi chứ bữa sau là chưa chắc được vậy ạ. Anh Thảo sáng chị kêu anh đợt bún á. Anh nói trời đất ơi, quên rồi nè. Lâu quá rồi quên. Lớn lắm gì bác. Bán bánh mì với đồng phục vậy mới được hả? Sáng chị Hồng chỉ xắt thịt trước hết rồi chỉ đeo cái gì chị đeo gì của cô cho vô á, cái tập về chỉ tập về chỉ xắt thịt đồ này nọ xong hết rồi giờ chỉ mở ra cho nó mát á, tại ở chỗ mình nhờ nắng lên là nóng. Dạ. Sáng là chỉ ngủ dậy sớm đi làm mấy cái đó trước. Bữa nay là tới 7 giờ chỉ mới bán tại vì khai trương. Còn bắt đầu từ ngày mai là khoảng 5 giờ 30 sáng là chị Hồng sẽ có bánh hết nha. À, cả nhà mình ai đi ngang qua đây đi làm hay là gì bận rộn gì đó thì có thể điện thoại đặt hàng trước. 5 giờ 30 sáng là có bánh để giao cho khách rồi đó. Ủa nãy giờ chị hai chưa làm hả? Chị vợ của em thứ bảy. Chưa gì hết, ít thịt thôi nghe nhiều eo cọ ba ba không được. Ít thôi chị ơi, được ạ, đừng nhiều quá. Nằm đó nuôi luôn. Nhiều quá. Ăn không nổi. Lâu ăn này cũng thèm thiệt nhưng mà để mơi ăn nữa chứ chị làm vậy mơi mà không nổi. Ăn luôn phải không? Ăn luôn chị. Phải ăn luôn đặng chị ấy nước mắm hình như còn có bịch nước mắm cay hả? Bí sữa. Đây. Thập bốn nhà Hồng chỉ làm cho mình là ngon ghê chưa? Để mắm cay em đi khỏi ăn. Ăn ớt rồi để ớt vô nè. Cho nước mắm. Em chờ chị miếng ấy. Ở đây cũng còn nữa nhưng không có ớt. Còn em lấy đũa em để đâu ta? Nói trời. Đây gần 2 tháng mới được ăn, nói trời. Em ngồi đây ăn trước, chị không tới chị ăn. Sáng chị đi xuống chợ ai cũng nói chị trời ơi nay mới xuất hiện. Nay mới xuất hiện hả? Chị Hồng ngay hơn. Sáng có khách lại mua nhiều. Bán cũng nhiều, 4 giờ này hết bún luôn rồi. Cơm lu mà ăn ba
mời bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn bún với mình nha. Cộng lên thì ngon ghê không? Trời ơi các bạn. Nên coi chị làm lại coi cái nước mắm có bị lạt đi không hay là cũng y vậy. Mặn lạt đi không? Thấy nó là rút sắt. Ngon quá luôn á. Cái nghề này chắc phải theo chị Hồng hoài luôn, chị không quên được rồi. Ngon quá. Thật quá là thật luôn. Mà sáng ai cũng tưởng là chị khai trương sớm, mua sớm, cũng có. Cái chị ăn chị ơi. Chị Hồng mình mới giờ này đã bán gần xong hết rồi, còn có hai bỏ bánh mì nữa là xong rồi. Thì clip của mình cũng hết rồi. Cả nhà mình yêu thương chị Hồng thì ghé ủng hộ cho chị để chị có thêm thu nhập nha. Bữa nay chị bán lại đồ ăn sáng cũng nhiều món lắm. Thì bắt đầu từ ngày mai là chị bán bình thường trở lại lúc 5 giờ rưỡi sáng. Giờ chị dọn dẹp nữa, còn có mấy ổ bánh mì nữa là xong. Bữa nay khai trương vậy là quá thành công rồi hả chị Hồng? Mừng quá trời luôn. Cũng nhờ bà con gần xa ủng hộ cho chị ngay ngày đầu tiên, cũng mừng cho chị Hồng dữ lắm. Thì clip của mình hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Còn bây giờ thì chị em của mình xin chào.